Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm dài mi bằng cỏ mực, lông mi vừa dài, dày, vừa cong vút tự nhiên như búp bê. Tại sao lựa chọn cây cỏ mực làm dài mi? Theo như đông y, cây cỏ mực chua ngọt, tính mát, có tác dụng bổ thận, mạnh xương, đen tóc, mát gan, cầm máu, giải độc, chống viêm và chống dị ứng. Cỏ mực còn được gọi là cỏ nhọ nhồi vì nước vắt ra có màu mực, màu đen. Nó đã được dùng rất phổ biến trong dân gian tại Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam, Trung Hoa và các quốc gia vùng Nam Á. Cỏ mực có tác dụng chữa râu tóc bạc sớm, làm xanh đen râu tóc. Vì thế, nó cũng được phái đẹp dùng như một cách làm dài mi và giúp lông mi cong vút tự nhiên. Việc làm dài mi bằng cây cỏ mực được xem như là một phương pháp làm đẹp được các chị em ưa chuộng và sử dụng hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn những số đông chị em chưa biết cách thực hiện phương pháp này. Vậy hãy cùng Đẹp Online theo dõi tiếp nội dung trong video dưới đây để có cách làm chính xác và hiệu quả nhé. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về phần nguyên liệu. Thứ nhất là khoảng 50g cây cỏ mực. Nguyên liệu thứ hai là một nhánh gừng nhỏ. Và nguyên liệu thứ ba là 2 viên nan vitamin E. Như vậy thì mình vừa giới thiệu xong phần nguyên liệu. Tiếp đến là cách thực hiện. Đầu tiên các bạn rửa sạch cỏ mực và gừng tươi. Tiếp đến bạn thái nhỏ nguyên liệu ra. Với gừng thì các bạn sẽ để nguyên phần vỏ của nó. Sau đó, bạn chuẩn bị một dụng cụ giã cho cỏ mực và gừng vào giã nát. Khi đã giã nát xong thì bạn cho vào cối một chén nước lọc, sau đó khuấy đều. Giờ thì các bạn dùng một dây lọc, lọc lấy phần nước cốt của hỗn hợp. Tiếp đến các bạn trích dịch của 2 viên nan vitamin E cho vào bát nước vừa lọc xong. Các bạn dùng thìa khuấy đều để thu được một bát hỗn hợp đồng nhất. Như vậy thì mình đã thực hiện xong phương pháp này rồi đấy, và đây là sản phẩm của chúng ta. Với bát hỗn hợp này có cách sử dụng như sau. Bạn rửa sạch bụi bẩn bám trên mi mắt.
Sau đó vào mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng tăm bông nhúng vào hỗn hợp trên và bắt đầu trải lên hai hàng lông mi của mình từ chân đến ngọn. Lưu hỗn hợp qua đêm, sáng hôm sau dùng nước để rửa sạch. Khi mới bắt đầu thì các bạn nên kiên trì thực hiện liên tục trong 7 đến 10 ngày. Sau khoảng thời gian này thì lông mi đã đạt được một độ dài nhất định nên bạn không phải sử dụng thường xuyên nữa, mà thay vào đó là 3 ngày các bạn áp dụng một lần. Ngoài ra thì các bạn nên cung cấp đầy đủ các loại thức ăn như rau, củ, có các chất vitamin A, C và chất đạm, chất xơ để cung cấp độ bền và chắc cho lông mi của bạn. Như vậy thì lông mi sẽ không bị rụng và dễ dàng chăm sóc hơn trong những bước khác. Trên đây là cách làm dài mi và cong vút tại nhà bằng cây cỏ mực đơn giản và an toàn nhất. Hãy thực hiện để có được một đôi lông mi đẹp và lôi cuốn nhé. Một cô gái có đôi lông mi đẹp sẽ được nhiều chàng trai để ý hơn. Vì vậy hãy chọn cho mình một cách chăm sóc mi đơn giản và hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thành công. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.